Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nhanh chóng nghiên cứu giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch và đưa ra lấy ý kiến các sở ngành, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Đơn vị cho biết dự kiến trong tuần này sẽ tổng hợp đủ ý kiến các sở ngành về số lượng, đối tượng cần hỗ trợ để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét triển khai. Đối tượng được hỗ trợ đợt 2 này bao gồm cả người lao động và doanh nghiệp khó khăn do COVID-19. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng cũng ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sau dịch. Trong đó, thành phố đã dành nguồn kinh phí gần 65 tỷ đồng cho mục đích vay vốn ưu đãi theo hình thức vay tín chấp lãi suất thấp cho người lao động ngành du lịch, chuyển đổi ngành nghề hoặc đầu tư kinh doanh với mức cho vay tối đa 100 triệu đồng một người. Hiện tại, nguồn vốn này đã được ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng triển khai cấp vốn cho người lao động. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương cho phép Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố mở rộng đối tượng ngành nghề lĩnh vực cho vay với lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch.